Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Trong buổi chiều tối hôm nay, em quay trở lại ngay chỗ địa điểm là 1236 nha, Cách mạng tháng 8, phường 4, quận Tân Bình nha. Quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, ngay chỗ nè, A Chen lập xưởng nướng đá 15K. Dạ, cũng như là quán cà phê Mai Thị trước trường trung học phổ thông Nguyễn Thường Hiền. Dạ. Đó, hôm nay quay trở lại chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán là từ 15 giờ cho đến 23 giờ. Đúng không em trai? Đúng rồi. Giá lọc xưởng nướng á, thì là 15k một cái nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt là nghe bạn nói là bán năm, tức là năm que đúng không em? Năm que được tặng một chai nước. Hôm nay chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Năm ghế ớt, hai ghế không ớt. À, anh thấy cái này bữa nay trên đường quá trời luôn á em. À, anh thấy trên đường cũng quá trời quá đất luôn. Đặc biệt là tới đây là Hot Boy nha. Hot Boy bán lập xưởng nướng nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó, các bạn trẻ nè đến thưởng thức trước bệnh viện Thống Nhất đó ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn, bắt đầu vào mùa Tết rồi, gần tới Tết rồi. Dạ, đây là đường Cách mạng tháng 8, một trong những cái tuyến metro số 2 từ Bến Thành về Tham Lương nha ông bà cô chú anh chị và các bạn, đang được giải tỏa đền bù rồi đó. Cũng như là kia là góc ngã tư Bãi Hiền. Dạ, một trong những cái ngã tư rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Khách đang đứng chờ nè ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay quay trở lại chia sẻ những hình ảnh này cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức à. Món này ăn vui lắm, ngon lắm nha. Ăn rồi em biết đúng không? Đúng rồi, ăn rồi. Hồi bữa mình mua về cho vợ con ăn thử, kêu sao cái món này lạ quá đó. Rất là ngon luôn. Đặc biệt là cái nước sốt, cái sốt kia nè. Dạ. Cái bột á. Các bạn trẻ đó ghé thưởng thức. Ở đây thì có cái quán cà phê nữa, nếu mà mình ăn tại chỗ thì mình có quán cà phê mình ngồi mình uống nước luôn. Đặc biệt là có bà chủ rất là xinh luôn á. Đó, quán cà phê nè, quán cà phê Mai Thị á. Mai Thị chắc là tên Mai Thị nên là Thị Mai. Họ Mai. Họ Mai hả? Ủa họ Mai hả? Tên Thị hả? Thị là tên đẹp, tên đẹp. À. Hôm nay thì em nướng có một bếp thôi nha ông bà cô chú. Khách vẫn ngồi chờ. Một mẻ này tầm khoảng 15 phút á. Người 15 phút đó mới chín. Đó. Đang là hot trend ở Sài Gòn á ông bà cô chú. Bữa nào nè. Bữa nào em nhập về đá về đá. Đá xào, xả ớt. Cái gì món mới kìa. Hả? À, món gà. Gà gì? À, dự kiến thôi à, nhưng mà để em coi lại coi nó có phù hợp với Việt Nam mình không nữa. À, món mới hả? Cũng của Trung Quốc luôn hả? Ờ, mới Việt Nam mình có Trung Quốc. À, vậy hả em? Đâu có chọn vừa có vị với Việt Nam mình á. À. Việt Nam mình Sài Gòn. À. Ồ, vậy cũng hấp dẫn hả? Bữa nào món mới anh tới anh quay tiếp món mới trời. Dạ. Chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ rồi, ok. Hai bạn nghe chưa? Hai cái ớt chung. Hai cái ớt chung. Mình sẽ qua bên đây mình chia sẻ nè. Cái này nè đặc biệt lắm nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Rất là ngon. 6 cây. 6 cây.
cây là được tặng 10 con hối. 6 cây là được tặng một chai nước. Tức là 5 cây là được tặng một chai nước rồi. Dạ đúng rồi. 5 cây là được tặng chai nước rồi. 6 cây này sao lỡ dở quá sao? Hả? Chắc là hả? Lỡ dở quá là tặng 2 chai nước đúng không? Hả? Tức là từ 5 cây trở lên mà. Chuẩn bị đi ba xe sang Mỹ luôn. À dạ hả? Tại vì 5 cây tặng chai nước là bên em đã không có lời rồi. À. Sợ gì ta? Sợ hỏi nhanh, sợ nhanh cho lại sang Mỹ luôn đó. Thôi anh cảm ơn nha. Mình cuối nó rớt cái mic nha ông bà cô chú. Xin lỗi nha. Cảm ơn em trai. Dạ, thú của mình chung luôn đúng không? Bà chủ quán nước không ra nướng xúc xích kìa, quay lên clip kìa, nướng lập xưởng kìa. Đó, cứ một cây đó là 15k nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán của các bạn là từ 15 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày. Chuẩn bị là nghe em trai nói là chuẩn bị ra món mới. Rồi. 4 cái. Rớt 1 cái nữa là có cho lon nước nè em. 2 cái cây và 2 cái không cây. Hai thanh niên không? Hai thanh niên đẹp trai. Nghe đồn là thanh niên nào cũng chưa có người yêu kìa. Có rồi à. Có chưa? Rồi à, có rồi hả? Rồi anh cũng biết sợ đó nha. Anh kêu thường là mấy anh lên trên này là anh kêu chưa có người yêu không hà, nhưng mà anh nói là có rồi, có rồi. Ừ. Có rồi, anh quen 4 năm rồi. À. Nói chưa một cái xong bữa sau không cho ra bán nữa đúng không? Thôi một cái thì là ngày mai là không có mặt xuất hiện. Ờ, ngày mai là không. Mai là bị cấm luôn. À. Cứ bỏ trong ly, khách một cái, hai cái là bỏ trong ly. À không cay là không bỏ cái kia, dạ, đúng không? Cái này có vị nó cay cay và nó mặn mặn, nó ngon lắm, nó lạ lắm. Đó, khách thì các bạn đang đứng chờ. Ờ, anh chị ơi, chạy xe lên là giùm em nha. Cây hả? Ờ. Dạ không. Không. 10 cây là được tặng 2 chai nước. Ừ. Chị gái mua tới 10 cây luôn. Thì mua 2 chai nước. Có luôn hả? Đó, 2 nước này nè chị ạ. Dạ. Dạ, một riêng. 4 cây. Không kịp luôn.
luôn ông bà cô chú. À, à, tức là quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đó, muốn tới thưởng thức mà muốn ăn cái bột này riêng á thì để riêng nè. Đó. À. Nhiều lúc một bếp không kịp á em trai hả? Khách tới đứng chờ. À đấy hả? Ủa, à, đúng rồi, bữa hai lò. Em gái nói là bữa thấy hai lò mà sao bữa nay có 1 lò. Ông chủ là ông định đi nè, ông định đi đâu nên là mình thấy là đứng lại xíu. Dẫn người yêu đi uống trà sữa hả? À, nghi lắm. Đúng rồi. Hồi nãy mình gài anh thử là có người yêu chưa, chắc chắn là nhìn là biết có người yêu rồi. Nhưng mà anh vẫn trung thực là anh nói là có người yêu rồi. Thường là mấy anh lên đẹp trai lên là nói là chưa có người yêu không à. Như em đi quay đây em cũng nói em chưa có người yêu mà, có hai, một vợ hai con thôi à. Cái kia nó bị cháy mất à. Hai cái đó để lát mình ăn luôn. À vậy hả? Rồi, 10 cái, 10 que cho em gái nè. Về. Yeah. Các bạn tới đó là các bạn cứ dắt xe chạy vô phía bên trong nha, bởi vì ở phía bên trong mình thấy có chỗ để xe nè, đó chạy quẹo vô bên trong nè, có chỗ để xe cũng như là uống cà phê đó ông bà cô chú, uống cà phê. Bà chủ bán nước à, buổi sáng là có bán bánh mì nữa, bữa nào mình ghé buổi sáng mình quay bánh mì, ẩm thực bánh mì cho bà chủ coi. Bánh mì là của em. Ủa? Của em hả? À chứ không phải là của bà chủ đó hả? À vậy là bữa anh nghe anh cứ tưởng là bà chủ bán bánh mì chứ. À em bà chủ. À em bà chủ hả? À. Hiện tại là các bạn không có số điện thoại để đặt hàng nha, bởi vì bán tại chỗ đó. Có ông bà cô chú cũng comment hỏi là có số điện thoại hay không. Mua. Em trai kia mua cái này ở đâu nè. Mình thấy cái này cũng bán quá trời hả? Ờ, chuẩn bị em trai ra món mới nha. Biết bữa mình sẽ ghé mình quay món mới cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. À. Này mới có 8 cây à, 2 cây nữa. 2 cây nữa. À. Đó, em gái mua 10 cây. 10 cây là tặng 2 chai nước nha ông bà cô chú chị và các bạn. Rồi. Rồi, cảm ơn em gái. 4 cây. Khách đứng chờ đó ông bà cô chú anh chị. Buổi sáng này bán bánh mì heo quay hay là bánh mì thịt? Dạ bán bánh mì chả cá. À bánh mì chả cá hả? Dạ. Chả cá là có cái xe à, có ép không? Dạ có chứ. À có ép à. Buổi
buổi sáng là em có bán bánh mì chả cá. Bữa nào mình sẽ đi mấy giờ là có em ha? Dạ tầm 6 giờ là có. 6 giờ là có đúng không? Trời ơi, bữa nào 6 giờ mình đi sớm sớm mình ghé mình quay chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị bánh mì chả cá nha. Em trai là người đứng bếp luôn á. Nhìn giống không? Nhìn em trai này giống Futa TV không? Trời giống Vina TV á. Giống em trai lắm. Rồi. Hai cây. Vô hả? Dạ không phụ nữa hả? Mua đồ. À anh mua đồ hả? Ông chủ bây giờ một mình ổng làm vừa nướng luôn. Khói. Khói quá, ngay ngút. Đúng là mình đứng bên kia là khói. Dạ bên kia cái gì không? Sao anh? Dạ bên kia bằng cái đi. Cái này đó bên cho em cái đi gửi đi đâu đi. Nhưng mà cho anh đặt khoảng 40 phút, 45 phút sau anh lấy được không? Được hả? Anh trả tiền luôn hả? Để lát đi lấy tiền. Lấy luôn hả? Vậy cho anh đặt 4K 45 phút thôi nha. 4K 45 phút. Chắc này được đó. Chắc này được đó. Anh mấy cây anh? 2 cây. 2 cây. Nhìn hấp dẫn không quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp đi ngang qua đường Cách Mạng tháng 8 trước bệnh viện Thống Nhất đó ông bà cô chú, hoặc là trước trường Trung học phổ thông Nguyễn Tường Hiền, một ngôi trường rất là nổi tiếng ở Sài Gòn đó. Đứng chờ một mình em trai làm hả? Các bạn kia bây giờ đi mua đồ. Em là quê ở đây hả? Dạ không ạ.
Trời. Năm cây hả? Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Hôm nay quay trở lại địa điểm lạp xưởng nướng đá nha ông bà cô chú anh chị. A Chen nè, đó 15K ở ngay chỗ ngã tư Bảy Hiền. Địa chỉ chúng ta đó là 1236 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân Bình nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán của bạn là từ 15 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày. Dạ. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì ông bà cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức nha. Dạ. Rất là hấp dẫn luôn.